Thưa quý vị, chiều ngày 17 tháng 11, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thăm nhà riêng và trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng nhấn mạnh, huy hiệu 60 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận những công lao to lớn mà đồng chí Vũ Khoan đã đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, của dân tộc. Theo Thủ tướng, trong thời gian công tác tại Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại, đồng chí Vũ Khoan là nhà ngoại giao xuất sắc, đầy bản lĩnh, nhà nghiên cứu và lý luận sâu sắc. Trong công tác ngoại giao, đồng chí luôn kiên định đường lối độc lập, tự chủ, vận dụng linh hoạt các chính sách của Đảng và Nhà nước, luôn bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc và có những đóng góp xứng đáng vào việc mở rộng quan hệ quốc tế. Đồng chí Vũ Khoan trực tiếp chỉ đạo và tham gia đàm phán quá trình hội nhập của nước ta với các nước trong khu vực quốc tế và giải quyết các vấn đề biên giới, lãnh thổ của Việt Nam, mở rộng quan hệ quốc tế với các đối tác quan trọng, nhiều đóng góp quan trọng trong quá trình đàm phán, ký kết thành công Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam-Hoa Kỳ vào năm 2000, nhất là trong quá trình đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO của Việt Nam. Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan đã bày tỏ vinh dự được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cá nhân Thủ tướng Chính phủ, vui mừng trước những bước phát triển mới, sự thay đổi to lớn của đất nước trong những năm vừa qua. Nguyên Phó Thủ tướng tin tưởng nhất định đất nước ta sẽ vượt qua các khó khăn, thách thức, tiếp tục phát triển và giành được những thắng lợi lớn hơn nữa, khẳng định sẽ cố gắng hết sức để tiếp tục đóng góp cho Đảng, cho đất nước, nhân dân.